kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay tối thứ Tư, ngày 22 tháng 7 có một số nội dung chính sau đây. Đảng bộ quân sự tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các công việc phục vụ tổ chức lễ công bố mở lối mở biên giới bản sắc Việt Nam Đức Thiên Trung Quốc. Các hoạt động thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Sau đây, mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 7, Đảng bộ quân sự tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020-2025. Đến sự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh. Đồng chí Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu 1. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh quân khu 1, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban đảng tỉnh ủy, các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh, bí thư các huyện, thành phố và 80 đại biểu đại diện gần 500 đảng viên lực lượng toàn quân đã đến dự. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, chỉ thị nghị quyết mệnh lệnh của cấp ủy chỉ huy cấp trên, triển khai nhiều chủ trương giải pháp thực hiện toàn diện đồng bộ và hiệu quả các lĩnh vực quân sự quốc phòng địa phương. Nổi bật là thực hiện tốt khâu đột phá tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, khu vực phòng thủ được củng cố tăng cường, phối hợp tham mưu thực hiện tốt các hoạt động giao lưu quốc phòng Việt Nam Trung Quốc lần thứ 5 tại Cao Bằng, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt chỉ tiêu đề ra. Chất lượng tổng hợp khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng. Tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng và dịch bệnh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. 93% tổ chức đảng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 94% đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liền, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cơ quan đơn vị an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị. Phát huy tốt vai trò nêu gương của người đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, Đảng bộ thực hiện nghiêm túc quy định số 104 của Thường vụ Quân sự Trung ương về một số vấn đề cơ bản thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật được đảm bảo, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trong nhiệm kỳ, công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh được lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng phân cấp, hoàn thành 100% nội dung cho các đối tượng. Công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ đạt hơn 20%, lực lượng dự bị động viên đạt hơn 14%. Đảng ủy thường xuyên quan tâm, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ, cán bộ quân sự xã phường thị trấn đạt 100%. Chi bộ quân sự xã phường thị trấn thường xuyên duy trì sinh hoạt đúng định kỳ. Từ năm 2015 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng với quân số tham gia trên 98,7%. Qua kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện đạt 100% khá giỏi, công tác tuyển quân hàng năm đều đạt 100%. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 1, biểu dương thành tích, kết quả Đảng bộ quân sự tỉnh đạt được trong công tác quốc phòng quân sự địa phương nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ quân sự tỉnh Cao Bằng cần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thực hiện tốt phương châm đoàn kết, kỷ cương, nêu gương và quyết thắng. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, tôi đề nghị Đảng bộ tập trung làm tốt một số nội dung sau. Một là tiếp tục làm tốt việc giáo dục, quán triệt, nắm vững các quan điểm, đường lối của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước trong công tác quốc phòng quân sự địa phương, tổ chức thực hiện triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị quy chế quy định của trên, nhất là nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị
về chiến lược bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị địa phương, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhận thức rõ về nhiệm vụ, đối tượng, đối tác trong tình hình mới. Hai là làm tốt và nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nhất là nghiên cứu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện thế trận củng cố quốc phòng sau khi mà sáp nhập ở các cái huyện của tuyến biên giới, rồi phối hợp với công an, bộ đội biên phòng và các lực lượng nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ và xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Đồng thời tiếp tục tập trung ưu tiên các nguồn lực để xây dựng các tiềm lực trong công cuộc phòng thủ vững mạnh, từng bước vững chắc theo tinh thần nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, kết luận số 64 của Bộ Chính trị về xây dựng khu phòng thủ, và trong đó tập trung xây dựng các cái công trình căn cứ chiến đấu, rồi là tuyến biên giới, tạo thế liên hoàn vững chắc, nâng cao sức cơ động sẵn sàng chiến đấu cao của lực lượng vũ trang tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, xây dựng niềm vinh dự, tự hào truyền thống quê hương nơi khởi nguồn cách mạng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp và chú trọng xây dựng các tiểu đội dân quân thường trực ở các xã biên giới theo đề án đã xác định. Hiện nay chúng ta đã xây dựng được 8 xã. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng chính trị tốt, coi trọng nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu hàng năm, làm tốt công tác quản lý đất quốc phòng, nhất là các cái giá trị, các địa hình có giá trị về chiến thuật quân sự, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, quốc phòng an ninh với kinh tế. Ba là lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị với giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cái cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, làm tốt công tác chính sách và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn, xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh. Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị Đảng bộ cần thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, nâng cao chất lượng, làm tham mưu của cơ quan đơn vị cho cấp ủy chính quyền về công tác quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật an toàn, tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ lãnh thổ, biên giới, bảo vệ tổ quốc đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao, trong điều kiện có cả thời cơ thuận lợi cũng như không ít những khó khăn thách thức. Đặt ra các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị, tôn giáo, cực đoan trên địa bàn luôn lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để tăng cường các hoạt động chống phá, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tình hình thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường. Cùng với đó, Cao Bằng là tỉnh miền núi, có đường biên giới trên bộ dài, có vị trí chiến lược trọng yếu cả về quân sự cũng như về kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Đòi hỏi Đảng bộ quân sự tỉnh phải tăng cường đoàn kết, tuân thủ nguyên tắc tập trung, dân chủ, xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh, bảo đảm quốc phòng an ninh, cụ thể là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân
gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, Ban chấp hành Đảng bộ quân sự tỉnh khóa 10 phải đoàn kết, thống nhất, đồng tâm hiệp lực, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, cùng Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Kính thưa đại hội, ngay sau đại hội, tôi đề nghị các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ phải tổ chức thật tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết của đại hội, tổ chức tuyên truyền sâu, rộng trong toàn đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh nhà về kết quả của đại hội. Từng đảng bộ, chi bộ phải xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện cụ thể để sớm đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống, biến nghị quyết thành chương trình hành động cách mạng trong toàn đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh nhà, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả trong mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà hơn bao giờ hết phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết một lòng, thống nhất về ý chí và hành động, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 10 đã đề ra. Đại hội đã thống nhất thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ mới và bầu Ban chấp hành Đảng ủy quân sự tỉnh khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 11 đồng chí. Sáng ngày 22 tháng 7, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên toàn thể diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam năm 2020. Triển khai nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại điểm cầu Cao Bằng, tham dự có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam năm 2020 được tổ chức với mục đích kịp thời triển khai nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được đánh giá là sự kiện uy tín nhất ngành năng lượng Việt Nam năm 2020. Sự kiện bao gồm các hoạt động, phiên diễn đàn cấp cao, 4 hội thảo chuyên đề và các gian hàng triển lãm thu hút sự tham gia của 1.800 đại biểu đến từ các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế xã hội, cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức chuyên gia trong nước cũng như quốc tế trong lĩnh vực năng lượng. Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị đánh giá, trong 15 năm qua, ngành năng lượng Việt Nam đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, ngành năng lượng nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, chính sách giá năng lượng còn bất cập, chưa hoàn toàn phù hợp với cơ chế thị trường, chưa tách bạch với chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt, một số dự án năng lượng do doanh nghiệp nhà nước đầu tư còn thua lỗ, một số dự án năng lượng đầu tư ra nước ngoài tiềm ẩn nhiều khả năng mất vốn. Từ đó, nghị quyết đưa ra 10 nhiệm vụ và nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường. Trong khuôn khổ phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, đối thoại về các biện pháp giải pháp tháo gỡ khó khăn, thống nhất ý chí hành động quyết liệt và đồng bộ để đưa nghị quyết 55 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống. Các đại biểu khẳng định, phát triển năng lượng quốc gia phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xu thế hội nhập quốc tế, nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, đa dạng hóa hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh, áp dụng giá thị trường đối với mọi loại hình năng lượng. Bên cạnh đó, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân, tham gia phát triển năng lượng, kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện bao cấp, độc quyền, cạnh tranh không bình đẳng, thiếu minh bạch trong ngành năng lượng. Tại diễn đàn, các biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa các bộ ngành, tỉnh thành với các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên lĩnh vực năng lượng. Sáng ngày 22 tháng 7, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.
Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ ứng phó với tác động của dịch COVID-19, đảm bảo công việc thông suốt không bị gián đoạn, từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã đề ra, chủ động tham mưu cho Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Thông tin tuyên truyền kịp thời về Hội nghị Trung ương 12, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chủ động tham gia triển khai các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, chỉ đạo định hướng nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền đồng bộ toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển đảo Tổ quốc, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, làm tốt công tác định hướng tuyên truyền báo chí xuất bản, văn nghệ, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với chủ trương giải pháp của Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị yêu cầu nhà mạng ngăn chặn xử lý 32 trang web mạo danh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gỡ hàng chục tài khoản, hàng trăm clip có nội dung chống phá nhà nước, tăng cường xử lý đối tượng, đăng tin giả, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp cần tích cực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trước Đại hội, không để giải quyết chậm các khiếu nại, khiếu kiện của nhân dân. Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu các lĩnh vực công tác tuyên giáo, phát huy trí tuệ tập thể trong việc đóng góp các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ 13 của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh học tập, quán triệt các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên lĩnh vực tuyên giáo, chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ ban tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, ngày 22 tháng 7, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thăm, tặng quà các gia đình chính sách người có công trên địa bàn huyện Quảng Hòa. Cùng đi có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo huyện Quảng Hòa. Đoàn đến thăm tặng quà ba gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng, gồm mẹ Vương Thị Sói, 80 tuổi, tổ dân phố 10, thị trấn Hòa Thuận, mẹ Trịnh Thị Ngai, 88 tuổi, xóm Xuân Yên A, xã Cái Bộ, mẹ Hoàng Thị Hà, xóm Đà Vĩ, thị trấn Quảng Uyên. Thăm tặng quà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Thục, xóm Hòa Bình, thị trấn Quảng Uyên, thương binh 91%, Đàm Khắc Thịnh, xóm Hồng Thái Mới, thị trấn Quảng Uyên. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ sự tri ân đối với các cống hiến to lớn, hy sinh của các gia đình chính sách người có công cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình phát triển kinh tế gia đình, động viên các gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của quê hương đất nước. Đoàn ủy quyền cho huyện Quảng Hòa trao 25 suất quà của tỉnh cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Chiều ngày 21 tháng 7, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các công việc phục vụ tổ chức lễ công bố mở lối mở biên giới bản sắc Việt Nam, Đức Thiên Trung Quốc và vận hành thí điểm cho du khách hai bên qua lại khu cảnh quan. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo huyện Trùng Khánh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục công trình nhà trạm kiểm soát, đường đấu nối biên giới và khuôn viên cảnh quan khu vực Tháp Bản Dốc. Trải thảm mặt đường từ quốc lộ 4A và khuôn viên đường đấu nối ra biên giới mốc 834/1, khu du lịch Tháp Bản Dốc. Bốt kiểm soát hàng rào biên giới, hàng rào ranh giới, khu du lịch Tháp Bản Dốc, bãi đỗ xe điện và các hạng mục phụ trợ khu du lịch Tháp Bản Dốc. Tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra. Các sở ngành liên quan đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo vướng mắc cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ, đảm bảo tiến độ thực hiện. Đến nay, các hạng mục công trình phần việc liên quan đến công tác chuẩn bị cho tổ chức lễ công bố
mở lối mở biên giới bản dốc Việt Nam - Đức Tiến - Trung Quốc cơ bản đáp ứng theo kế hoạch đề ra. Ngày 22 tháng 7, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc 60 đại biểu cử tri hai xã Thành Công và Phan Thanh, huyện Nguyên Bình. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị tiếp xúc, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện đã thông báo cho các cử tri về nội dung chính kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, báo cáo nhanh kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế xã hội tỉnh, huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 của tỉnh, huyện. Thông báo kết quả trả lời giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh, trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện. Cử tri hai xã đề nghị hiện nay đầu ra của sản phẩm miến dong khó tiêu thụ, không có thị trường ổn định, đề nghị cấp trên giúp bà con tìm đầu ra cho sản phẩm, cấp trên nghiên cứu, tìm cây dược liệu có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương để người dân trồng tăng thu nhập xóa đói giảm nghèo. Đề nghị tỉnh cho chủ trương và kinh phí để cắm mốc quy hoạch khu Phèo Óc Phè Đén. Hiện nay, khu chợ Phè Đén xã Thành Công đã xuống cấp, đề nghị cấp trên bố trí nguồn vốn để cải tạo nâng cấp khu chợ. Cấp trên xem xét điều chỉnh tiêu chí chấm điểm hộ nghèo ở một số mục cho phù hợp với từng địa phương, bố trí nguồn vốn đầu tư đường giao thông từ tỉnh lộ 212 lên xóm Nà Vài xã Thành Công để bà con đi lại dễ dàng hơn. Những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị thuộc thẩm quyền được đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo huyện Nguyên Bình trả lời tại hội nghị. Những ý kiến còn lại, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện sẽ tổng hợp chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 5 gia đình chính sách trên địa bàn xã. Chiều ngày 22 tháng 7, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nguyên Bình. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo huyện Nguyên Bình. Đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Lãnh Đức Văn, con liệt sĩ Lãnh Văn Phú, xóm Bản Luộc, thị trấn Nguyên Bình, thương binh 41% Hà Thanh Lang, xóm Nà Gọn, thị trấn Nguyên Bình, thăm tặng quà ông Bàn Hí Liều, nhiễm chất độc hóa học dưới 81%, xóm Phe Bó, xã Thể Dục. Tại các nơi đoàn đến thăm, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã thăm hỏi sức khỏe đời sống của các gia đình chính sách và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những công hiến, công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh bệnh binh đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đoàn cũng ủy quyền cho huyện Nguyên Bình chuyển 11 suất quà của tỉnh tặng cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện. Ngày 22 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách huyện Hòa An nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo huyện Hòa An. Đoàn công tác đã đến thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng Mã Thị Nòn, xóm Bản Máp, xã Ngũ Lão, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gia, xóm Tân Cường, bệnh binh Đinh Minh Sĩ, xóm Danh Sĩ, xã Dân Chủ, gia đình ông Hoàng Văn Lầu, xóm Bằng Hà, thương binh Ngô Sĩ Quang, phố Hoàng Bó, thị trấn Nước Hai. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nông Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các gia đình chính sách, đồng thời mong muốn các gia đình luôn sống gương mẫu để động viên con cháu thi đua phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp các ngành của tỉnh và huyện Hòa An tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng. Đoàn chuyển 25 suất quà của tỉnh, ủy quyền cho huyện, tiếp tục chuyển đến các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Ngày 22 tháng 7, Hội đồng thi nâng ngạch năm 2020 tỉnh tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cho các cán bộ công chức viên chức hành chính tại các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Sự khai mạc có đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch năm 2020. Đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch năm 2020.
Tham dự kỳ thi có 120 công chức viên chức hành chính đang công tác tại các cơ quan đơn vị trong tỉnh, đủ tiêu chuẩn dự thi. Trong thời gian 2 ngày, các thí sinh thi theo nguyên tắc cạnh tranh công bằng, trải qua 2 vòng thi. Vòng 1 thi kiến thức chung dưới hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính trong thời gian 60 phút. Vòng 2 thi chuyên môn, nghiệp vụ dưới hình thức thi viết trong thời gian 120 phút. Hội đồng thi nâng ngạch năm 2020 tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức rất quan trọng và cần thiết nhằm chuẩn hóa nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đồng thời là cơ hội để cán bộ công chức tự đánh giá bản thân để rèn luyện phấn đấu. Yêu cầu các thành viên hội đồng thi phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát nội quy, quy chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo công khai, minh bạch. Các thí sinh dự thi chấp hành nghiêm túc, đầy đủ nội quy, quy định, thể hiện tốt nhất những kiến thức, năng lực và kinh nghiệm công tác để đạt kết quả cao trong kỳ thi. Chiều ngày 21 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Hòa và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Sản xuất và Xuất nhập khẩu Hùng Dũng tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Chí Thảo và xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Hộ gia đình ông Nông Văn Kim, xóm Hưng Yên, xã Chí Thảo và hộ gia đình ông Nông Văn Duyên, xóm Hồng Định 4, xã Hạnh Phúc là 2 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà tạm bợ. Từ nguồn hỗ trợ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Sản xuất, Xuất nhập khẩu Hùng Dũng thông qua Quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, 2 hộ gia đình trên đã được trao tặng 40 triệu đồng một hộ để xây dựng nhà đại đoàn kết. Sau hơn 3 tháng thi công, 2 ngôi nhà đã được xây mới hoàn thành theo nguyện vọng của gia đình. Mỗi ngôi nhà có tổng diện tích trên 80m², 2 buồng ngủ, 1 bếp, 1 gian phòng khách được xây dựng kiên cố, có mái lợp bằng tôn lạnh, chống nóng, nền láng xi măng. Nhân dịp này, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao tặng 2 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Sản xuất và Xuất nhập khẩu Hùng Dũng trao mỗi gia đình 2 triệu đồng để mua sắm đồ dùng cần thiết trong gia đình. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần thể hiện sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy chính quyền các cấp trong công tác vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, hỗ trợ xây dựng nhà ở, phần nào giúp các hộ nghèo có nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Ngày 22 tháng 7, huyện ủy Bảo Lạc tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình di tích lịch sử cách mạng Trông Nhìn Hậu tại xóm Lũng Sâu, xã Hồng An, nơi thành lập chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Bảo Lạc. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Lạc lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025. Cách đây hơn 75 năm, ngày 15 tháng 4 năm 1945, chi bộ đảng đầu tiên ở Châu Bảo Lạc được thành lập tại xóm Lũng Sâu thuộc xã Hồng An gồm 3 đảng viên. Sự ra đời của chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Bảo Lạc đánh dấu thời kỳ phát triển mới của phong trào cách mạng ở Châu Bảo Lạc. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, phong trào cách mạng Bảo Lạc phát triển mạnh mẽ, lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do. Ghi nhớ di tích quan trọng đó, đảng bộ huyện đã tôn tạo di tích lịch sử cách mạng gồm các hạng mục đường vào hang, bãi đỗ xe và nhà bia tưởng niệm tại hang Trông Nhìn Hậu, xóm Lũng Sâu, xã Hồng An với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 2,9 tỷ đồng. Sau gần 3 tháng xây dựng đến nay, công trình đã hoàn thành. Đây sẽ là địa chỉ đỏ để tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, chiều ngày 21 tháng 7, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 1 do Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hà Quảng và thăm tặng quà cho mẹ liệt sĩ tại xóm Bản Giàng, thị trấn Xuân Hòa. Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hà Quảng là nơi quy tụ 498 phần mộ liệt sĩ, các anh chị đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu đã dâng hương, hoa, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân để bảo vệ nền độc lập tự do của đất nước. Sau phút mặc niệm, các đại biểu đã đến thắp hương từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang. Đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên và tặng quà bà Bế Thị Tiên, mẹ liệt sĩ có con gái hy sinh năm 1979 ở xóm Bản Giàng, thị trấn Xuân Hòa.
Trung tướng Dương Đình Thông đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh mất mát to lớn của gia đình. Mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, gia đình hạnh phúc, no ấm. Dịp này, đoàn đã ủy quyền cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện và huyện Hà Quảng trao 29 suất quà tới các gia đình chính sách người có công trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Chiều ngày 21 tháng 7, khối thi đua các doanh nghiệp trung ương đóng tại địa phương đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Khối thi đua các doanh nghiệp trung ương gồm 10 đơn vị, Công ty Điện lực Cao Bằng, Công ty Cổ phần Gang thép Viettel, Bảo Việt, chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Viện thuốc lá tại Cao Bằng, Công ty Xăng dầu VNPT Bưu điện tỉnh và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. 6 tháng đầu năm 2020, khối đã phát động hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh. Doanh thu toàn khối ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 47 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động trên 10 triệu đồng một người một tháng, tạo việc làm cho trên 3.000 lao động. Các đơn vị đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng đề tài giải pháp hữu ích, giảm thiểu chi phí trong sản xuất kinh doanh. Sau tháng cuối năm 2020, khối doanh nghiệp trung ương đã giao ước thi đua với mục tiêu tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng phù hợp với yêu cầu thực tế, chú trọng thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, tuyên truyền giáo dục pháp luật đến toàn thể công nhân viên chức lao động, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Trong 3 ngày, 21 đến ngày 23 tháng 7, huyện Nguyên Bình thành lập 4 đoàn đi thăm và tặng quà cho các đối tượng thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng tại 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đoàn đã trao 60 suất quà tặng cho các đối tượng là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tại các xã và thị trấn với tổng số tiền 24 triệu đồng, trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện. Tại những nơi đến thăm, các đồng chí trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống và chia sẻ những mất mát, đau thương của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào yêu nước. Thay mặt đoàn công tác, các đồng chí lãnh đạo của huyện trao quà cho các gia đình. Cảm động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các cấp các ngành, các gia đình chính sách, hứa khắc phục mọi khó khăn, tích cực xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, Đồn Biên phòng Đức Long, huyện Thạch An đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn xã. Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Long đã đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí tặng quà cho 3 vợ liệt sĩ mà đơn vị đang nhận chăm sóc, phụng dưỡng. Tại các nơi đến thăm và tặng quà, đoàn đã động viên các mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu học tập noi theo. Cũng trong dịp này, đồn đã phối hợp với đoàn thanh niên xã Đức Long tổ chức phát quang vệ sinh lau chùi nhà bia tưởng niệm ghi tên liệt sĩ của xã. Đây là hoạt động thiết thực của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Long nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn để ơn đáp nghĩa của dân tộc, qua đó làm cho mọi cán bộ chiến sĩ có nhận thức đúng đắn, có trách nhiệm bằng những việc làm cụ thể tri ân những thương bệnh binh, người có công với cách mạng, các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Ngày 22 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Thạch An đến thăm và tặng quà 10 gia đình chính sách người có công trên địa bàn 3 xã miền Tây, huyện Thạch An. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các gia đình chính sách, khẳng định Đảng, Nhà nước luôn biết ơn và tri ân sự hy sinh xương máu của các thương bệnh binh, các anh hùng liệt sĩ trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các gia đình luôn sống gương mẫu để động viên con cháu tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Chiều ngày 21 tháng 7, Đồn Biên phòng Quang Long tổ chức hội nghị giao ban quý 2, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Đồn Biên phòng Quang Long với Đảng ủy hai xã biên giới Quang Long và Thống Nhất.
6 tháng đầu năm, Đảng ủy, hai xã và Ban Chỉ huy đồn biên phòng Quang Long phối hợp tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới được 10 buổi với 485 lượt người nghe, tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc biên giới theo từng địa bàn phụ trách được 58 lần trên 235 lượt người tham gia, duy trì 8 điểm chốt trực ngăn chặn trên biên giới 24 trên 24 giờ để kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Tại các điểm chốt đã ngăn chặn trên 200 lượt công dân Việt Nam có ý định vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê quay trở về địa phương. Phát hiện xử lý 3 vụ trên 3 đối tượng về ma túy, hỗ trợ 5 hộ gia đình, mỗi hộ 3 triệu đồng để di rời chuồng trại. Quý 3 năm 2020, Đảng ủy đồn biên phòng Quang Long và Đảng ủy hai xã tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, thực hiện tốt các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Chiều ngày 21 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tỉnh Đoàn Thanh niên tổ chức bế mạc hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh lần thứ 8 năm học 2019-2020. Qua 2 ngày diễn ra hội thi, 45 giáo viên làm tổng phụ trách đội ở các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đã trải qua 4 phần thi: báo cáo sáng kiến kinh nghiệm trong công tác đội, thi lý thuyết thực hành kỹ năng nghiệp vụ công tác đội và thi năng khiếu. Qua đó, các giáo viên đã thể hiện năng lực chuyên môn nghiệp vụ của mình, đồng thời tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện tự học và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đội và phong trào thiếu nhi. Kết thúc hội thi, Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy chứng nhận cho 45 thí sinh đạt danh hiệu giáo viên tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020. Tỉnh Đoàn Thanh niên tặng bằng khen cho 4 thí sinh xuất sắc trong hội thi. Chiều ngày 21 tháng 7, Liên đoàn Lao động huyện Hà Quảng đã tổ chức khai mạc giải bóng chuyển hơi năm 2020. Tham gia giải năm nay có trên 80 vận động viên đến từ 8 tổ công đoàn trực thuộc khối Ủy ban Nhân dân huyện tham gia thi đấu từ ngày 21 đến hết ngày 30 tháng 7, theo hình thức chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Đây là giải được tổ chức thường xuyên hàng năm nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại và thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu huyện Hà Quảng lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ công chức, viên chức, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh vừa điều tra làm rõ vụ án hình sự, đề nghị truy tố bị can Cam Thị Cảnh, sinh năm 1982, quê ở xóm Cốc Cai, xã Minh Long, huyện Nguyên Bình, nơi cư trú tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, về tội mua bán người theo Điều 150 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, khoảng tháng 2 năm 2018, Cam Thị Cảnh cùng 3 người phụ nữ khác vượt biên giới trái phép sang Trung Quốc qua khu vực biên giới cửa khẩu Trà Lĩnh Cao Bằng đi làm thuê tại Quảng Tây Trung Quốc. Cảnh có quen biết với một người đàn ông Trung Quốc tên là Xíu và thỏa thuận thống nhất nội dung Cảnh về Việt Nam tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc để Xíu giới thiệu cho đàn ông Trung Quốc chọn lấy làm vợ. Nếu thực hiện thành công, Xíu sẽ trả cho Cảnh số tiền 30 triệu đồng một người. Ngoài ra, những phụ nữ Cảnh đưa sang Trung Quốc chỉ đi làm thuê, Xíu sẽ trả cho Cảnh số tiền 100 nhân dân tệ một người một tháng. Sau khi thỏa thuận thống nhất, Cảnh đồng ý và đã nhờ Xíu đưa ra đến khu vực biên giới quay về Việt Nam. Đến tháng 3 năm 2018, Cảnh đã bàn bạc trao đổi thống nhất với ông Xíu để đưa 3 phụ nữ Việt Nam là Lục Thị Tê, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Cam Thị Bê, trú tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, và chị Triệu Thị Thờ, trú tại huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, vượt biên trái phép sang Trung Quốc và thực hiện hành vi mua bán người. Cảnh đã cấu kết đối tượng Xíu bán và ép buộc 3 người phụ nữ này lấy chồng ngoài ý muốn. Trong đó, Xíu và Cảnh đã nhận được 10.000 nhân dân tệ. Tiền bán Cam Thị B cho một người đàn ông Trung Quốc tại tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Cảnh đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân. Sau khi ở với Xíu và làm việc tại Quảng Đông Trung Quốc khoảng 2 tháng, Cảnh xin Xíu quay về Việt Nam để giải quyết việc gia đình. Ngày 5 tháng 1 năm 2020, Lục Thị Tê bỏ trốn về Việt Nam và trình báo với Công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng về việc bị Cảnh lừa bán sang Trung Quốc. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.